Tai hại của biếng nhác dễ vui. Muốn hiểu rõ ràng bản chất tâm và vật chất, tương quan nhân quả và đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng tâm và vật chất, bạn cần phải diệt tận phiền não, vì phiền não che mờ tâm, làm cho trí tuệ không phát sinh. Loại phiền não giả dụi buồn ngủ thường tấn công hành giả sơ cơ. Muốn khắc phục giả dụi buồn ngủ, cần phải phát triển yếu tố tầm. Yếu tố tầm hình thành qua nỗ lực tinh cần, liên tục hướng tâm chính xác đến đề mục. Thực hành như vậy sẽ làm tâm tỉnh táo, tươi mát, linh hoạt, làm cho bạn hăng hái theo dõi đề mục, không muốn thoái lui. Khi tâm thuần thục, làm hình thành tứ hay sự chà sát liên tục đề mục, giúp bạn hiểu rõ đề mục. Tầm đối nghịch với giả dụi buồn ngủ. Nhưng nếu không có sự trợ giúp của nỗ lực tinh cần, sẽ không thể chế ngự hoàn toàn giả dụi buồn ngủ. Khi giữ được sự hướng tâm đến đề mục bằng nỗ lực tinh cần, bạn làm cho tầm và tinh tấn hình thành. Thực hành điều này gọi là hành thiền hay luyện tâm, Bhavana. Tầm và tinh tấn từ chưa hình thành sang hình thành, và khi đã hình thành làm cho lớn mạnh. Bhavana còn mang nghĩa khác là Upatthana, là làm cho từ nhỏ trở nên lớn, từ ít thành nhiều hay từ non yếu trở nên trưởng thành. Xuyên qua nhiều kiếp, tâm con người quen buông lung theo ái dục, ham thích vật đẹp, mùi thơm, vị ngon. Do vậy, con người không tự kiểm soát được mình. Ý nghĩ chiếm đoạt hay hãm hại phát sinh khi thấy vật ưa thích hay ghét bỏ. Đây là kết quả của sự hướng tâm sai lạc. Người có thói quen hướng tâm đến các đối tượng thuộc ngũ dục, không có khả năng hướng tâm về các đối tượng thiện lành. Người này không can đảm từ bỏ những gì xấu và không có tinh tấn cố gắng làm điều tốt. Người có tâm buông lung, yếu ớt, biếng nhác được gọi là Kusita. Vì buông lung thích chạy theo ngũ dục nên được xem như chìm đắm trong ngũ dục. Do không tinh tấn nên không muốn làm điều thiện lành để có lợi cho chính mình hay cho người khác. Kusita còn có nghĩa chỉ loại người lười biếng, thường bị chê trách và được xem là người không có giá trị. Hành giả thuộc loại biếng nhác không thể hành thiền lâu. Khi bị buộc phải theo dõi sự phòng xẹp từ giờ này sang giờ nọ, người này cảm thấy ngán ngẩm, chán nản. Khi chán nản, tâm thụ động nên ghi nhận quá chậm, không ghi nhận đề mục kịp thời. Trong quá trình tu tập, có lúc hành giả cũng gặp phải sự dễ vui biếng nhác làm cho thất niệm. Các chướng ngại tâm, ái dục, sân hận, giả dụi buồn ngủ, bất an, hối hận và hoài nghi, vốn từ lâu chiếm ưu thế trong tâm con người. Ái dục chi phối làm cho bạn muốn thứ này, thích thứ kia, khiến bạn tu tập dễ vui. Lười biếng thụ động làm cho bạn không muốn làm điều thiện lành để có lợi lạc. Nếu cố gắng hướng tâm liên tục đến đề mục, tâm sẽ tư tỉnh. Đây là lợi ích tức thời. Nhờ nỗ lực tinh cần giúp tâm linh hoạt, không bị co rút, nên đẩy lui giả dụi buồn ngủ. Và do vậy, bạn giữ được chánh niệm nơi đề mục. Giữ chánh niệm 1 giây, mở đường cho thiện nghiệp 1 lần. Giữ chánh niệm 2 giây, mở đường cho thiện nghiệp 2 lần. Nếu giữ được chánh niệm liên tục, sẽ giúp cho tinh tấn và tầm mỗi lúc mạnh hơn. Nếu dễ vui biếng nhác, không phát triển được tinh tấn và tầm, bạn sẽ không đạt tiến bộ trong suốt thời gian tu tập. Dù khóa thiền kéo dài lâu hơn, bạn cũng không bao giờ tiến bộ. Đức Phật dạy rằng người biếng nhác chịu đau khổ vì đánh mất lợi lạc đem lại do giữ được tâm trong sạch. Người biếng nhác chịu đau khổ trong khi đi, đứng, nằm, ngồi vì tâm ô nhiễm bởi phiền não, dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng. Do buông lung theo các bất thiện pháp nên không giữ giới đức, người biếng nhác không có cuộc đời chân chánh. Vì biếng nhác nên không thể tu thiền minh sát, nên tâm không thoát khỏi phiền não, bị phiền não che mờ, không phát triển được trí tuệ, không khả năng giữ giới, không khả năng hành thiền và không phát triển trí tuệ,
Người biếng nhác đánh mất lợi lạc đem lại từ sự tu tập giới định huệ. Vì thế mà cuộc đời đau khổ. Nếu không khả năng trì giới, giới đức không giữ trong sạch, không thể xứng đáng là một con người thật sự. Nếu là tỳ khưu không giữ giới luật tròn đầy, không thể xem là tỳ khưu thật sự. Do đó, nếu nỗ lực tinh tấn sẽ có khả năng tu tập giới định huệ. Nhờ sự tu tập này làm cho thân khẩu ý được trong sạch. Người biếng nhác không thể tu giới định huệ nên không hưởng được chút lợi lạc nào hết.